vợ chồng đua cà phê ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, mất quyền tại Trung Nguyên. Sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, và tạm dừng phiên tòa. Để xác minh thêm chứng cứ, chiều ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên. Theo đó, ngoài việc tuyên các bên được ly hôn, về tài sản chung trong hôn nhân là cổ phần tại Tập đoàn Trung Nguyên. Tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền mặt tương đương hơn 1.764 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên, chia theo tỷ lệ. Ông Vũ được 60%, bà Thảo được 40%. Đồng thời ông Vũ sẽ nắm toàn bộ cổ phần chung của vợ chồng tại Trung Nguyên và hoàn lại một khoản tiền tương ứng 40% số cổ phần mà bà Thảo được hưởng. Sau khi tính toán tài sản chung, các bên đang sở hữu và đối trừ nghĩa vụ, hội đồng xét xử tuyên, ông Vũ thanh toán chênh lệch hơn 1.223 tỷ đồng cho bà Thảo. Hội đồng xét xử cũng tuyên, án phí tài sản bà Thảo phải nộp là hơn 33 tỷ đồng, án phí tài sản ông Vũ phải nộp là hơn 48,7 tỷ đồng. Bà Thảo nuôi dưỡng con. Cụ thể, về hôn nhân, hội đồng xét xử nêu tại tòa, các bên thừa nhận mâu thuẫn hôn nhân đến mức trầm trọng, mục đích hôn nhân không còn, nên cần chấp nhận nguyện vọng, xin ly hôn của bà Thảo và ông Vũ. Giao 4 con chung cho bà Thảo nuôi dưỡng, theo nguyện vọng các con. Ông Vũ có nghĩa vụ, cấp dưỡng 10 tỷ đồng trên năm cho 4 người con, từ năm 2013, đến khi các con trưởng thành, lao động tự lập. Về phân chia 13 bất động sản chung, theo tòa, do hai bên đã thống nhất, giá trị khoảng 726 tỷ đồng, và cách chia, mỗi bên hưởng 50%. Đồng thời, tại phiên tòa, các bên thống nhất, ai đang sở hữu và quản lý bất động sản nào, thì tiếp tục quản lý, và sở hữu tài sản đó. Nên hội đồng xét xử tuyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tiếp tục sở hữu 7 bất động sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tiếp tục sở hữu 6 bất động sản còn lại. Do có sự chênh lệch về giá trị bất động sản mà các bên đang sở hữu, nên hội đồng xét xử tuyên, bà Thảo sẽ trả phần giá trị chênh lệch cho ông Vũ hơn 12 tỷ đồng. Người khóc, người cười. Đối với tỷ lệ phân chia cổ phần, phần vốn góp là tài sản chung của vợ chồng tại 7 công ty của Tập đoàn Trung Nguyên, tại tòa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị được chia 51% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên. Ông Vũ chỉ nắm 49% cổ phần. Đối với cổ phần chung tại công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, công ty cổ phần Hòa Tan Trung Nguyên, bà Thảo đề nghị chia đôi. 4 công ty còn lại, bà Thảo đề nghị chia cho ông Vũ sở hữu toàn bộ. Không đồng ý, ông Vũ đề nghị chia toàn bộ số cổ phần tại 7 công ty theo tỷ lệ 70% ông Vũ, 30% bà Thảo. Sau đó, ông Vũ sẽ nhận lại toàn bộ số cổ phần của bà Thảo và hoàn lại tiền cho bà Thảo. Về tranh chấp này, hội đồng xét xử đã dựa vào luật hôn nhân gia đình năm 2014 rằng tài sản chung vợ chồng nếu không thỏa thuận được là chia đôi, nhưng có tính đến công sức các bên. Ông Vũ là người có công sức đóng góp lớn hơn trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, nên cần chia cho ông Vũ nhiều hơn. Nhưng xét bà Thảo, ngoài việc nuôi con còn có công sức trong phát triển khối tài sản chung, vì vậy phải chia theo tỷ lệ ông Vũ 60%, bà Thảo 40%, hội đồng xét xử nhận định. Phân tích cho nhận định trên, hội đồng xét xử nêu, từ các chứng cứ do bị đơn cung cấp, được sao lục tại cơ quan thẩm quyền, xác định ông Vũ là người sáng lập ra Trung Nguyên từ việc bán hai căn nhà của bố mẹ và tiền vay mượn bạn bè. Quá trình duy trì, phát triển khối tài sản này, ông Vũ luôn là người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, khi thành lập các công ty thuộc tập đoàn, số vốn góp của ông Vũ bao giờ cũng nhiều hơn của bà Thảo. Đây chính là căn cứ để đánh giá công sức của ai nhiều hơn trong việc hình thành khối tài sản chung của vợ chồng. Ngoài ra, theo hội đồng xét xử, việc chia tài sản trong hôn nhân phải đảm bảo lợi ích bên đang hoạt động sản xuất kinh doanh, cần tiếp tục được sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, ông Vũ và bà Thảo phát sinh nhiều tranh chấp tại Tập đoàn Trung Nguyên, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên hội đồng xét xử đã chấp nhận nguyện vọng của ông Vũ, giao toàn bộ cổ phần chung của vợ chồng tại tập đoàn cho ông Vũ sở hữu. Đổi lại, ông Vũ sẽ thanh toán giá trị chênh lệch cho bà Thảo, nhằm giải quyết dứt điểm tranh chấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Sau phần phán quyết của tòa, bà Thảo bật khóc và nói, bản án quá bất công với mẹ con tôi. Trong khi đó, ông Vũ chỉ cười và từ chối nói về phán quyết của tòa.
Đại đức Thích Thái Trúc Minh phải quỳ nhiều giờ để sám hối. Hòa thượng Thích Đức Thiện hình phạt sám hối đại tăng và theo thầy giáo giới được xem là một hình phạt chưa nặng trong giáo hội. Ngày 26 tháng 3, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Hội đồng Trị sự đọc thông báo kết luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thỉnh phong oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và quyết định đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do vậy, Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ và phải sám hối đại tăng, giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. Báo Lao động đăng tải chia sẻ của Hòa thượng Thích Tán Đạt, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sám hối đại tăng là một hình phạt trong giáo luật Phật giáo. Theo đó, những tăng ni bị phạt mức này phải tự ăn năn sám hối. Sau khi nhận ra lỗi lầm phải quỳ xuống, hối lỗi các thành viên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường là 10 tăng và 10 ni đại diện. Khi sám hối, những vị tăng ni bị hình phạt phải quỳ trước tăng đoàn và được nghe rõ các tội lỗi của mình mắc phải. Việc sám hối này diễn ra trong nhiều giờ, nhiều ngày và thường được thực hiện tại các phiên họp của giáo hội với sự hiện diện của nhiều chư tôn giáo phẩm trong giáo hội. Hòa thượng Thích Đức Thiện, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An phân tích, hình phạt sám hối đại tăng và theo thầy giáo giới được xem là một hình phạt chưa nặng trong giáo hội. Theo đó, hình phạt sám hối đại tăng là một hình thức nhận lỗi trong giáo luật và có nhiều hình thức để sám hối, còn hình phạt theo thầy giáo giới được hiểu là vị chư tăng ni vi phạm buộc phải theo một vị chư tôn giáo phẩm có nhiều kinh nghiệm trong tu học để học giáo lý và giáo luật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Điều này có nghĩa là thầy Thái Minh phải theo thầy Thanh Quyết để học lại theo giáo luật và các giáo lý Phật học cho đến khi đạt yêu cầu. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, người có công lao lớn trong việc chấm hương Phật giáo nước nhà, có giảng về sám hối theo luật Phật. Chúng ta sống trên đời này, không ai là hoàn hảo trong sạch. Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Nhưng khi chúng ta đã muốn trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, tất nhiên phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. Đạo Phật có bốn sám hối. Tác pháp sám hối. Pháp sám hối này thuộc về sự phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh tăng chứng minh nên gọi là tác pháp. Khi vào giới trang, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Thủ tướng sám hối. Pháp này thuộc về sự và khó hơn pháp trước. Phật chế pháp này là sám hối thuộc quán tưởng cho những người tu hành có trình độ cao hoặc ở chỗ không có tăng hay có nhưng không thuộc thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước tượng Phật hay Bồ Tát, thành tâm lễ bái trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Hồng danh sám hối. Pháp sám hối này cũng thuộc về sự do Ngài Bất Động Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung Hoa soạn ra, Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là Đức Phật Thổ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 Phật trong kinh Quán Nhược Vương Nhược Thượng với Pháp Tăng Đức Phật A Di Đà sau thêm vào kệ phổ Hiền Đại Nguyện. Thành nghi thức sám hối này tổng cộng là 108 lạy để ám chỉ trừ 108 phiền não. Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bửu Liên Hoa, Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong kinh Bửu Tích nói, nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này để lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ. Vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối rất cao và khó, bậc thượng canh mới có thể thực hành được, nghĩa là quan sát, tự tâm mình thiện tiền không sanh. Như trong kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại cũng chẳng có, tâm vị lai cũng không. Kinh nói, tội từ nơi tâm sanh mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không sanh thì tội cũng chẳng sanh, thế mới thật là sám hối. Chỉ có sám hối của Đạo Phật, mọi giúp trừ được tội lỗi do tự cải ác, tùng thiện làm cốt yếu.
Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, người thế gian hay các tôn giáo đều có những cách thức ăn năn, ngừa lỗi cả, song chỉ có pháp sám hối của Đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi, do chỗ lấy sự cải ác, tùng thiện làm cốt yếu. Nhờ pháp sám hối của Đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc.